Sáng nay tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố chương trình lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen Soulfest 2023 do công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức biểu diễn nghệ thuật và hòa nhạc quốc tế Hoa Sen Concert tổ chức tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt vào tối 2 tháng 5 tới đây. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chính của tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2023. Với sự tài trợ của tập đoàn Hoa Sen, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức biểu diễn nghệ thuật và hòa nhạc quốc tế Hoa Sen, Hoa Sen Concert sẽ tổ chức chuỗi sự kiện Đà Lạt Best Dance Crew 2023, Hoa Sen Home on the Halong Cup và sự kiện lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen Soulfest 2023 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chương trình có sự góp mặt của dàn nhạc Bucharest Symphony, dàn nhạc giao hưởng đến từ Romania, châu Âu. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của đạo diễn âm nhạc Dương Khắc Linh và các gương mặt trong làng nhạc Việt như Mỹ Linh, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hà Nhi, nhóm Da Lab, Shirley, nghệ sĩ múa Linh Nga, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.